Khanh ơi, đi nhanh lên. Ừ. À, mình có việc gấp, mình phải về liền đây. Mình về trước nha. Ê, gì gấp hả? Ừ. Mà việc gì mới được? Có việc mà. Bây giờ mà bạn về thì mẹ mình lại nghi ngờ nữa. Thôi, ở lại chơi chút đi, rồi tụi mình về chung luôn. Thôi, mình nói với cô cho, bạn đừng có lo. Ê, Khanh. Bữa nay, sao Khanh kỳ vậy ta? Mình vậy? Rồi còn thằng Trường đâu? Dạ, bạn Trường về sau. Con đau bụng quá cho nên con mới về trước. Mình sẽ làm cho nhỏ Vi phải hối hận vì cái tội đã dụ dỗ Trường. Con rùi nó còn không thấy, nó mộng như con gà lâu đi. Chờ chút đi. Cái thằng nó cứ dính con Vi hoài à. Nhìn mặt thấy ghét. Anh hai. Ủa, lại gặp anh nữa ha. Ba đã cảnh cáo mày rồi mà. Cảnh cáo gì? Con nói chổng hả? Bảo sao vậy? Đây là Trường, bạn Vi mà. Bạn hả? Mày tưởng nó coi mày là bạn sao? Tại mày khờ khạo nhà quê mới bị nó lợi dụng thôi. Em không có lợi dụng Vi mà. Mày dương mắt nhìn ai hả? Mày đừng nghĩ mày là Sài Gòn đến đây mày luôn làm gì mày làm nha. Bảo kỳ vậy? Mày tránh ra đi. Mấy cái thằng mặt trắng trẻo như mày á chỉ là đồ bỏ thôi, mày biết không? Trường, có sao không? Không sao đâu. Không sao đâu, về nhà xúc thuốc là khỏi ngay thôi à. Về đi, để phải đưa Trường về. Thôi, làm gì tới nỗi phải để Di đưa về như vậy. Bộ má là giang hồ hả? Bạn Trường có làm lỗi với anh kia chứ? Xem chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi. Má anh có biết không? Em thất vọng vì mấy anh lắm đó. Còn không mau xin lỗi nó nữa. Thôi, Trường nó không có sao thiệt mà. Mà Di nè, sao bằng dữ vậy? Không xin lỗi hả? Xin lỗi. Xin lỗi. Nè, sao tới giờ này con mới về? Khanh về lâu rồi mà. Khanh nói có việc gấp nên về trước mất tiêu rồi. Không có tình nghĩa gì hết trơn. Nếu vậy thì con phải về liền chứ. Đi đâu mà quá trời à. Nè, phải rửa tay rồi mới ăn. Đi rửa tay nhanh lên. Dạ, con biết rồi. Nè, tay con làm sao vậy? Dạ không sao đâu. Con bị té ở núi chạy sơ thôi mà. Chờ chút, để con lấy thuốc cho nha. Bạn thì không có nghĩa khí gì hết á. Bạn chơi bỏ bạn vậy đó hả? Vi đâu? Vi đi về nhà trước rồi. Tay bạn sao vậy? Mình bị trượt té trong núi. Có chuyện gì vui lắm hả? Hôm nay nha, nhìn thấy Vi cũng dễ sợ ghê á. Dễ sợ? Dễ sợ là sao? Thank you.
coi có sách gì đọc không mà. Khi nào Trường mới về thành phố? Trường cũng không biết nữa. Nhưng Trường qua đây chơi cho tới hết kỳ nghỉ hè luôn. Hết kỳ nghỉ hè luôn hả? Còn lâu không hết kỳ nghỉ hè. Vậy cho nên Trường qua đây chơi cho tới lúc đó luôn á. Để làm gì? Để làm gì là sao? Tại ở đây chơi với mấy bạn vui chứ sao? Bộ Phương muốn Trường về sớm hả? Không, Phương cũng muốn Trường ở đây cho hết kỳ nghỉ hè lận mà. Ủa, tủ lạnh chưa rồi mà. Dạ, dạ tôi thấy cũng lâu rồi. Với tôi nghĩ là phải chùi thường xuyên cho nó sạch đó mà. Tiền lương tháng này của chị đây, mong chị vẫn giúp cho gia đình chúng tôi. Dạ, dạ, dạ lẽ vậy sao à? Dạ, dạ cảm ơn. Có chiều dài chiều rộng rồi đúng không? Muốn tính chu vi, ta lấy dài cộng rộng tất cả nhân cho hai, hiểu không? Hai đứa đang học bài hả? Dạ. Dạ. Ăn bánh đi rồi học nè. À, bánh. Không có được giành nhau nghe. Dạ. Kêu anh hai ăn chung với ha. Dạ. La Thành nói em nỡ nào phụ bạc làm chi, vội dung gương giết người bạn cô. Dẫu như không thương em cũng đừng nên xa thù. Giết kẻ thù chứ giết bạn đành sao. Ủa lạnh lừa không à? Lạnh rồi sao? Có phải tiền của ông không hỏi? Ui mà, cho chút đỉnh xài đây. Xài cái gì? Tại sao tiền của ông nhận được ông không xài mà ông biểu tôi đưa tiền cho ông xài? À, sẵn đây tôi hỏi nghe. Cái tiền nhận được từ đó giờ để dành được bao nhiêu? Tiền gì mà nhận? Không có đằng nào hết á. Nè, không có nói cái giọng đó nha. Thằng Hùng á thì sắp sửa là học hết cấp 3. Còn con Vi á thì cũng là học gần hết cấp 2 rồi. Bây giờ tính sao? Không hả, cho nó học tiếp. Còn Vi học hết cấp 2 thì thôi, để nó nhà dạy nó làm ruộng là được rồi. Nói vậy mà nghe được hả? Chứ bà nghĩ sao, hoàn cảnh nhà mình vậy mà cho nó học nữa, tiền ở đâu? Bà tỉnh lại giùm tôi đi bà, tôi nói thiệt á. Ông á, ông tỉnh lại giùm tôi đi. Ủa, sao con không ở trên học bài mà xuống đây làm chi vậy? Dạ, con muốn phụ mẹ dọn cơm. Vi nè. Dạ. Con thích đi học lắm phải không? Dạ, đi học vui lắm. Với lại con đã quyết tâm rồi. Quyết tâm gì? Mai mốt lớn lên con sẽ trở thành giám đốc giống như ba của Phương. Giám đốc hả? Dạ, có lần con nghe nói ở trường đại học có dạy để trở thành nhà kinh doanh. Con sẽ học đại học và học kinh doanh, rồi con sẽ làm cho ba mẹ sung sướng. Con học tới đại học lận hả? Dạ. Vẫn chưa tới nữa. Sắp mưa rồi quá. Chuyện nó mắc cười vậy sao? Càng nghĩ càng thấy tức cười. Lẽ ra cậu phải nhìn thấy cái cảnh mà Vi lớn giọng la anh hai và bạn của anh mới phải. À mà Vi
Không có gì đâu. Trường Khanh, xuống ăn bánh kìa con. Dạ. À, nghe nói á, Phương trổ tài thết đại trường phải không? Đâu có đâu cô. Không có mà sao mặt đỏ vậy ta? Cô này. Thôi cô biết rồi, cô không ghẹo con nữa đâu. Nè mấy con ăn đi, cô vô phụ mẹ đem nước ra uống. Bánh này là do Phương làm thiệt đó hả? Mẹ với Phương đánh bột, có ngon không hả? Ngon. Ngon nhất trong những cái bánh mà Trường ăn từ trước đến giờ đó. Ờ nè, tụi mình ăn bánh xong lên núi chơi nha. Mình đi chút. Chú đi đâu vậy? Mình về liền anh. Trường vừa ở chỗ bí mật của tụi mình về đó. Vi cũng vừa mới về xong. Chỗ bữa trước bị chạy có sao không? Không sao hết đó. Ướt hết trơn rồi. Trường thấy ngon quá nên định mang tới cho Vi. Vậy mà ngon thiệt á. Trời mưa như vậy mà không biết nó đi đâu nữa. Khanh, nó có nói với con đi đâu không? Dạ, bạn Trường nói, bạn nó chỉ đi một chút xíu thôi mà cô. Cô đừng có lo quá, bạn nó sẽ về liền mà. Thiệt tình á, đi đâu làm gì cũng không nói với người ta một tiếng. Thôi nào, uống một ly trà nóng đi. Bộ bà lo nó không biết giờ về hay sao? Không đâu, tôi thấy lạ lắm. Con Phương với thằng Khanh ở nhà mà nó lại đi một mình. Mà đi đâu còn không chịu nói nữa chứ. Mẹ Trường muốn Trường mai mốt trở thành bác sĩ, nhưng mà Trường không muốn chút nào đó. Vậy Trường muốn làm gì? Trường hả? Trường muốn làm một người tự do. Người tự do hả? Ừ. Nghe cũng hay ha. Vậy chứ Vi muốn làm gì? Vi muốn trở thành nhà kinh doanh, làm chủ một công ty thiệt là lớn. Nữ doanh nhân hả? Wow, nghe cũng hấp dẫn quá ta. Vi ngồi xích qua đây nè. Mưa thích thiệt đó, thấy không? Vi, cô tới đây có chuyện gì? Vô nhà chơi đi Vi. Ba nói con mang xoài qua cho ông giám đốc.
Vy Trương. Nè, bà có biết con nhỏ con của chị giúp việc nhà mình không? Con Vy hả? Ừ. Biết chứ. Cũng có thời gian nó làm ở nhà tôi nè. Làm gì? Thì mẹ nó bệnh, nó tới nó làm thay cho mẹ của nó. Mà tôi đã nói là nó không có làm được, nhưng mà nó không có nghe. Y bà ơi, nói tóm lại nó cũng là đứa thông minh mà rắn rỏi lắm. Ủa, mà sao hả? Thì thằng Trường á, tối ngày đi chơi con nhỏ đó hoài à. Vậy sao? Nếu mà nó đi chơi với con Vy á, thì bà không cần phải lo gì hết. Bởi vì con Vy là đứa đáng tin cậy đó. Bà nói như vậy tôi cũng không chịu đâu. Tự nhiên cái bỏ thằng Khanh với con Phương ở nhà, rồi tối ngày đi chơi với con nhỏ con người giúp việc. Bỏ hết bạn chơi rồi hay sao? Bà, thì tại vì con Vy á, nó là bạn mới, thành ra là nó có nhiều thắc mắc muốn hỏi chứ làm sao. Với lại á, thằng Trường con của bà là đứa trẻ hiếu kỳ hơn nhiều đứa trẻ khác đó. Nói tóm lại á, là tôi không có ưa. Phải chi mà nó hiền lành như Khanh thì đỡ biết chừng nào. Trường thấy Vy ngủ say sưa lại còn ngáy nữa chứ. Không hiểu đi đâu mà giờ này chưa về nó ta. À biết rồi, lại đi gặp cái thằng ở trên thành phố xuống nữa rồi. Biết rồi. Cái gì vậy? Mày chưa về hả? Ừ, chưa về. Mày mới giám sát em mà kỹ thêm chút đi á. Sao vậy? Còn sao nữa, nó tối ngày nó đi gặp cái thằng trên thành phố xuống hoài à. Tao nghĩ kỹ rồi, mình không có lý do gì để cấm con Vy không gặp thằng đó nữa. Mày nói vậy là sao? Đúng rồi còn gì nữa. Con Vy nó thấy cái thằng trên thành phố xuống còn chất lượng hơn mày nhiều. Sao? Mày vậy cũng bạn đó hả? Hơ? Cái thằng này chuyện gì cũng bỏ qua được, mà sao chuyện con Vy lại không bỏ qua được? Chán thật. Mà con Hiền nó kêu mình đi làm đúng không ta? Mà sao hôm nay tự nhiên mình nghĩ về con Hiền hoài à? Đúng ra có chuyện gì vậy? Bộ nhớ tới thăm Hiền hả? Hiền nói gì kỳ cục vậy? Không phải thì thôi, đã tới đây rồi thì vô ăn tô phở rồi hãy đi. Thôi, tôi bận lắm. Hồ muốn ăn ngon lành hay vô ăn vô bị đánh hả? Tôi muốn ăn ngon lành mà. Hụt là con nít hay sao mà ăn với tùm lum vậy? Mình sao vậy ta? Từ hồi nào đến giờ mình bị con Hiền ăn hiếp không? Mẹ kêu con xuống ăn bánh mà con bỏ đi đâu vậy hả? Con cái gì? Đi chơi với con nhỏ con của cô giúp việc phải không? Ủa sao mẹ biết con mới đi chơi với Vy về vậy? Sao lại đi chơi với đứa kỳ cục vậy hả? Vy đâu kỳ cục đâu mẹ. Được rồi, cho dù Vy không phải là đứa kỳ cục, nhưng mà mẹ đã dặn với con rồi, đi về chỗ lạ không được quen với những đứa mà mình không hề quen biết nó. Nếu mà con muốn chơi với Vy á,
thì con rủ Vi á về nhà chơi với Khanh với Phương nè. Còn con muốn đi ra ngoài gặp Vi á thì đừng bao giờ gặp nữa nghe chưa. Thiện mẹ, con mời Vi về nhà chơi nha. Thà là con rủ Vi về nhà chơi. Cô ơi, ngày mai con rủ Vi về nhà chơi nha. Được chứ, Vi cũng là bạn của Phương và Khanh mà. Con cảm ơn cô. Làm gì mà nó vui sướng dữ vậy? Đúng đó, bà mà nhìn thấy con Vi thì bà cũng sẽ thích nó thôi. Vi hả? Ừ, mẹ mình cho phép và mẹ của Khanh cũng cho phép luôn rồi. Vậy hồi nãy trường đi gặp Vi về đó hả? Thì nãy tại thấy bánh ngon quá nên định mang tới cho Vi ăn. Thôi, để mình qua phòng Phương nói cho Phương biết ngày mai Vi tới ha. Rồi mình về liền. Phương ơi, ngày mai Vi tới đó. Vi tới là sao? Mà tới đâu? Tới đâu nữa, tới nhà Phương chơi chứ đâu. Để làm gì? Tới chơi tụi mình chứ chi. Nhân dịp này Phương cũng làm thân với Vi đi nha. Con đi đâu nữa đó? Con qua nói Vi ngày mai qua chơi rồi về liền à. Thì con nhắn lại với mẹ Vi đi. Làm gì mà con phải đi? Nhưng con muốn nói trực tiếp mà hay hơn. Ở nhà không đi đâu hết. Đúng đó Trường à, con nói cô Thanh nói giùm đi. Dạ. Dạ, dạ mời cả nhà ăn cơm. Cô, ngày mai cô nói Vi qua đây chơi nha cô. Vi hả? Dạ. Có thiệt là ngày mai con qua nhà Phương chơi không mẹ? Ừ, Trường nó nhờ mẹ nhắn đó. Sao? Tại mẹ hả? Tại mẹ làm ở đó thành ra con thấy không tiện chứ gì. Không có đâu, không phải chuyện đó mà. Chứ sao? Có thiệt là cô Thư kêu con tới không mẹ? Cả mẹ của Trường nữa. Đúng rồi. Con đi chứ. Được rồi, con sẽ tới. Khanh, em không có muốn con Vi tới nhà mình đâu. Anh nói với Trường đừng có kêu nó tới nữa. Làm sao anh nói được chuyện đó chứ? Con Vi mà tới nhà mình á thì em sẽ không để yên cho nó đâu. Em sẽ làm cho nó phải hối hận vì cái tội dám rủ rê Trường và đi tới nhà mình nữa đó. Em đừng có làm vậy. Em thử chơi thân với Vi coi. Sao mẹ em tức anh quá đi. Bộ em khùng hay sao mà chơi thân với nhỏ Vi. Bây giờ nó ngang nhiên đi lại với Trường như chơi tức anh em mình vậy đó. Mà không, chơi tức em mới đúng. Anh có biết rằng em đã hối hận biết bao nhiêu vì đã không đè bẹp nó xuống sau khi là lớp trưởng không hả? Phương, anh nhớ nói với Trường vậy đó. Con Vi mà tới là em sẽ không biết mình sẽ làm gì với nó đâu. Tới coi, mình sẽ không để cho nó yên đâu. Trường, ngày mai mình không kêu Vi tới nhà mình chơi được không? Sao? Thì má của Trường có vẻ không thích Vi mà. Mất công kêu lại. Nè, hay là tụi mình gặp nhau chơi ở ngoài đi, có phải hay không? Trời ơi, biết vậy á, mình mới mời Vi đến nhà mình nè. Mẹ mà gặp Vi nói chuyện với Vi thì thế nào mẹ cũng thích Vi thôi. Đi đâu mà sớm thì con? Dạ, con ra sân tập thể dục chút mà mẹ. Lát nữa Vi tới, mẹ nhớ đối xử tốt với Vi nha. Lát nữa gặp coi sao, rồi mới đối xử tốt hay là không tốt.
vậy là đối xử tốt đúng không mẹ? Nó thích tới mức gì sao trời. Thôi được, để coi sao. Mà có gặp mình cũng không ương nhỏ này nữa. Anh nói chuyện đừng kêu với tới nữa chưa? Anh chưa nói nữa hả? Làm ruộng nữa hả? Không phải mình con đâu cô. Ở quê ai cũng biết hết mà cô. Việc ngoài ruộng, vườn nhiều khi không phải chuyện của mình, cũng qua giúp nhau mà cô. Trời đất, biết cả làm vườn nữa. Nè, vậy cháu biết lựa trái cây, trái nào ngon, trái nào không ngon không? Táo thì phải trái nào nặng tay, vỏ sần sùi mới ngon. Còn chuối thì đợi lúc có chấm như vậy, dù không để lâu được nhưng là trái ngon nhất. Trái thơm, độ ngọt ở phần miệng và phần dưới khác nhau. Cô phải lựa mấy trái nhỏ và chắc tay. Khi lấy tay nhấn vô thì không có chỗ nào mềm mới được. Trời đất, vậy mà cô nghĩ trái cây nào mềm mới là ngọt chứ? Nè, sao con nhỏ xíu mà biết mấy chuyện này vậy? Mẹ mẹ, bạn Vi nhìn sâu bọ cũng dự đoán được thời tiết đó mẹ. Trời ơi, thiệt không? Cô ơi, để con pha cà phê cho cô uống nha. Cà phê đá mà cô thích uống đó. Cà phê gì nữa con? Cô mới vừa uống nước trái cây đó. Nè, kể cô nghe coi. Làm sao mà con nhìn sâu bọ rồi con đoán được thời tiết? Không khó đâu cô. Ai sống dưới quê cũng biết hết mà cô. Thì cháu cứ nói nghe thử coi. Vậy để con nói mấy cái thôi nha. Nếu mà kiến kéo cả đàn xếp hàng thì có khả năng hôm đó trời mưa. Cốc mà kêu cũng coi là dấu hiệu trời sắp mưa. Còn nếu sương động ở màn nhện thì hôm đó là trời đẹp. Bây giờ tụi con lên lầu chơi đi. Sao vậy? Vi đang nói chuyện hay mà. Mấy đứa nhỏ nó thích chơi với nhau hơn. Vậy sao? Vậy không có đâu. Có cô ngồi nghe con kể chuyện, con thấy vui lắm. Đó, thấy chưa? Con xin phép đi vô nhà vệ sinh một chút.
Mẹ thấy chưa, bạn Vi tốt lắm đó. Con mà nói hoài như vậy á, Vi là người tốt, mẹ cũng muốn ghét nó thôi. Tốt hơn hết là con ngồi im nghe chưa. Con rủ Vi đến nhà chơi thường xuyên được mà. Sao lại hỏi mẹ, hỏi cô Thư chứ. Con cứ rủ Vi tới chơi thường đi. Dạ. Á, chiếc nhẫn tôi đâu rồi? Sao hả? Mất nhẫn rồi à? À, hồi nãy vô toilet rửa mặt, tháo ra để quên ở trỏng rồi. Ủa, đâu mất tiêu rồi ta? Vi nè, cháu mới vừa ở trỏng ra, có thấy chiếc nhẫn của cô để trên bồn rửa mặt không? Dạ con không thấy. Kỳ vậy ta, rõ ràng mình tháo ra để ở trỏng mà. Thiệt là con không thấy mà. Thì có ai nói gì đâu. Tự nhiên chiếc nhẫn không có chân mà đi. Có khi nào mày để chỗ khác không? Mày nhớ là coi. Mày nhớ rõ ràng là mày tháo ra để trên bồn rửa mặt á. Dạ, có chuyện gì vậy chị? Chiếc nhẫn của tôi để trên bồn rửa mặt mất tiêu rồi. Chị dọn dẹp có nhìn thấy không? Dạ, tôi chưa dọn toilet mà. Vậy tự nhiên sao nó mất tiêu rồi? Từ khi con Vi ở trong toilet ra là không nhìn thấy nó nữa. Con không thấy thiệt mà. Tôi xin bảo đảm cho con gái tôi, con Vi nó không phải là loại như vậy đâu. Thiệt tình á. Thôi lỡ rồi tôi nói luôn thể. Ý chị muốn nói á là chiếc nhẫn tôi để trong đó tự nó có chân nó trốn mất hay sao? Hồi nãy á, chỉ có một Phương nhân viên vô trong toilet. Mà Phương nó có thiếu cái gì đâu, nó phải làm chuyện đó chứ. Nếu mà chị không tin á, thì tôi sẽ để cho chị lục túi đó. Con, đứng lên lục túi áo cho cô coi đi con. Thôi khỏi khỏi. Chỉ có chiếc nhẫn thôi. Coi như là tôi làm từ thiện đi. Dạ, cô cứ coi trong túi con nè. Thiệt là hết biết. Vừa đánh trống vừa la làng. Ăn cắp chiếc nhẫn người ta rành rành như vậy mà còn chối nữa hả? Như vậy là sao hả Vi? Con cũng không biết nữa mẹ. Vi à, thật sự là cô cũng muốn đối xử tốt với con. Nhưng mà bây giờ cô thấy con còn nhỏ mà con trơ tráo quá. Con đã ăn cắp chiếc nhẫn rành rành như vậy, con không biết xin lỗi mà con còn chối nữa là sao? Nè, chị dạy con chuyện sao vậy? Thảo à, bà cứ bình tĩnh rồi hẳn nói. Bà thấy tôi bình tĩnh được sao? Con tôi hồi đó giờ không phải là người như vậy. Chắc là có chuyện gì. Con ơi nói đi coi chuyện sao vậy con? Con cũng không biết nữa mẹ. Cái nhẫn này là lần đầu tiên con nhìn thấy mà. Con không biết xin lỗi nữa hả? Vi à, nói cho mọi nghe có chuyện gì đi Vi. Vi không có làm điều đó đúng không? Có chuyện gì khúc mắc đúng không Vi? Mẹ, im đi. Vậy mà không biết tại sao lại làm chuyện đó. Bởi vì ngay từ đầu tôi thấy cái mặt là tôi không ưa rồi. Mà hồi đó tới giờ làm ở nhà tôi có xảy ra cái chuyện này đâu chứ. Yeah. Tôi cũng không biết phải nói gì. Nhưng mà con Vi nhà tôi nó không phải là đứa vậy đâu.
Từ xưa tới giờ nó chưa bao giờ làm cho tôi xấu hổ cả. Chị vẫn chối tới cùng hả? Không phải là tôi chối. Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe chuyện này nữa. Chiếc nhẫn lại ở trong túi của mình được chứ? Nhất định là có chuyện gì rồi. Vi không làm vậy được đâu. Chuyện nó rành rành như vậy, mọi người đều thấy chiếc nhẫn trong túi của nó, mà Trường còn coi là không có chuyện gì nữa là sao? Nhưng mà Vi không phải là người như vậy. Trường biết Vi được bao nhiêu mà nói? Mặc dù Trường chưa biết Vi được bao lâu, nhưng mà... Nhưng sao? Trường bị nói rồi từ trước đến giờ rồi đó. Trường, con mà còn bước chân ra ngoài một lần nữa đó là mẹ đuổi con đi luôn đó, nghe chưa? Con đi ra ngoài một chút thôi, con đi gặp Ri rồi con về liền. Cái thằng này, con chưa chịu tỉnh lại nữa hả? Không được đi. Con về liền mà. Trốn! Trốn! Vi ơi! Vi, Vi! Vi ơi! Mày là ai vậy? Dạ, con là bạn của Vi. Có Vi ở nhà ông chú. Bạn hả? Cái con mẹ này dám mời bạn trai về nhà là sao trời? Dạ thôi chú con về. Đâu thằng này trong làng mà mình không biết mặt nó ta. Con nghĩ gì mà con còn đi gặp nó nữa hả? Con muốn được tận tai nghe Vi nói chuyện là thế nào mà. Bây giờ con có gặp nó thì nó cũng nói xạo thôi, nghe ba cái đó để làm gì? Vi không phải là người vậy đâu mẹ, bạn không có nói dối đâu. Lên thu dọn đồ về thành phố nhanh lên. Sao tự nhiên đi gấp vậy? Tôi xin lỗi, chắc tôi phải đi vì cái thằng Trường này quá. Bà làm vậy tôi ngại lắm. Thôi, nếu nhất định đi á thì ngủ đây một đêm đi rồi sáng mai hẳn đi sớm. Bây giờ cho tới ngày mai lên thành phố, con ở nhà Phương không được nhúc nhích nghe chưa? Mình cũng tin Vi không phải là người như vậy. Ngày mai mình phải về thành phố rồi.
Cô Thảo giận mình lắm thì phải. Ngày mai cô với trường về thành phố rồi đó. Không biết Vi đi đâu nữa.